đó, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Được chủ trì cuộc làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Bến Lức, gồm đường Dành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Long An, đường tỉnh 830E, dự án tạo quỹ đất sạch 100 hectare, khu tái định cư và dự án bệnh viện, trường Đại học Y Dược. Đối với dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Long An, tiến độ đảm bảo theo yêu cầu, đang triển khai thi công 3 gói thầu chính với tổng số 35 mũi thi công. Trong đó gói XNL1 đạt 17%, gói XNL2 đạt hơn 26% và gói XNL3 đạt hơn 30% giá trị hợp đồng. Đối với đường tỉnh 830E hiện còn 123 trên 878 hộ dân chưa đồng ý đơn giá bồi thường hỗ trợ và chính sách tái định cư khu tái định cư cho dự án chưa xây dựng hạ tầng, chưa đủ điều kiện bố trí tái định cư. Về đầu tư xây dựng, đoạn từ nút giao đường tỉnh 830 đến đường Nguyễn Văn Nhâm, giá trị thực hiện khoảng 14%, đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm đến quốc lộ 1, giá trị thực hiện trung bình hơn 13%. Ngoài các công trình giao thông trọng điểm, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được còn nghe báo cáo công tác triển khai các dự án tạo quỹ đất sạch 100 hectare, khu tái định cư, dự án bệnh viện, trường đại học y dược, qua đó, Bí thư tỉnh ủy đề nghị địa phương, chủ đầu tư, các ngành cố gắng trong tháng 3 hoàn thành các công việc về mặt kỹ thuật để triển khai công trình. Tôi đề nghị chủ ủy ban tỉnh là chỉ đạo cho 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 các ngành là làm sao mà hỗ trợ phối hợp tối đa với là chủ đầu tư để làm hoàn thiện tất cả thủ tục thủ tục về đất đai đầu tư rồi tài tránh để mà sớm để để để, để giải phóng bằng mà làm, làm sớm cái thủ tục này để mà thường trợ hội động dân cho ý kiến. Việc làm, giáo dục, y tế là những yếu tố căn bản để thu hút dân cư và chuyên gia lĩnh vực công nghệ cao. Do vậy, Bí thư tỉnh ủy đề nghị, ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và các sở ngành tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện hoàn thành thủ tục, giúp các dự án sớm đi vào hoạt động, thúc đẩy huyện Bến Lức cũng như tỉnh long An phát triển nhanh và bền vững. <laughs>